Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách update cái phần mềm HTKK từ phiên bản 3.3.0 lên phiên bản 3.3.1. Thì cái phần mềm HTKK phiên bản 3.3.1 mình đã up vào trong group. Các bạn vui lòng vào group để xem ha. Đây, mình đã up cái phiên bản vào trong cái link download thì được để ở trong phần mô tả trang. Các bạn ở trong cái phần mô tả trang các bạn nhấn xem thêm sẽ có link download. Vậy thì cách up như thế nào? Đây, mình sẽ up trong cái Windows XP, một cái máy tính giả lập. Thì lúc mà mới download về nó cũng sẽ là một cái file RAR giống như phiên bản 3.3.0. Ở đây để tiện mình đã dàn nén sẵn. Chúng ta cũng chọn vào file setup.exe. Nhưng mà đối với Windows Vista trở lên, bao gồm Vista, Win 7, Windows 8.1 và Windows 10, thì các bạn vui lòng chuột phải và chọn Run as Administration cho mình ha. Còn kia đối với Windows XP mình chỉ cần đúp chuột thôi. Rồi các bạn chờ tí cho phần mềm nó khởi động. Nó sẽ hiện ra cái bảng như thế này. Các bạn để vào một chỗ cài đặt nâng cấp ứng dụng. Các bạn nhấn tiếp tục. Và sau đó các bạn nhấn Finish. Thì các bạn tự nhiên sẽ thấy có hai cái logo là HTKK 3.3.0 và HTKK 3.3.1. Mình sẽ mở riêng ra cho các bạn thấy. Thì thực chất hai cái logo này là một. Nó đều dẫn vô cái phần mềm HTKK hết. Nhưng mà đây là logo cũ, thì các bạn xóa cái logo cũ đi. Bạn nhấn chọn delete, mình sẽ delete cái source code này. Các bạn giữ lại cái source code mới và các bạn xóa cái thư mục cài đặt đi cho nó tiết kiệm không gian bộ nhớ. Ở đây mình sẽ vô lại vào phần mềm, và phần mềm thì đã được up lên phiên bản 3.3.1 rồi. Rồi, xin cảm ơn.